Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Vina Organic. Hiện nay thì nhu cầu sử dụng các loại hạt đang ngày càng gia tăng, trong đó không thể không nhắc tới một sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng, đó chính là hạt điều tỏi ớt. Việc đầu tư sản xuất hạt điều tỏi ớt đang là một bước đi đúng đắn của nhà sản xuất vì đã biết nắm bắt được nhu cầu thị trường hiện nay. Vì thế hôm nay tại Vina Organic sẽ diễn ra một buổi chuyển giao công nghệ cho một khách hàng tới đây để học công nghệ hạt điều tỏi ớt. Các bạn hãy cùng mình xem tiếp video này nhé. Vậy là buổi chuyển giao công nghệ của Vina Organic đã hoàn thành. Các bạn có thể thấy về mặt công nghệ, hạt điều có thể được làm chín bằng nhiều phương pháp khác nhau như là rang, nướng hoặc chiên. Trong video ngày hôm nay thì khách hàng của chúng tôi sử dụng phương pháp rang điều. Tuy nhiên nếu các bạn có nhu cầu riêng, chúng tôi cũng có thể tư vấn cho các bạn sử dụng phương pháp chiên hoặc nướng nha. Ngoài ra thì dây chuyền máy móc sản xuất hạt điều tỏi ớt còn có thể ứng dụng để sản xuất ra đa dạng các hương vị khác nhau nữa để các bạn đa dạng hóa sản phẩm cho mình. Thông qua buổi chuyển giao công nghệ này, chắc hẳn các bạn cũng nhận ra rằng khách hàng khi đến với Vina Organic để học công nghệ sẽ được hướng dẫn rất kỹ lưỡng và sát sao, được chạy thử dây chuyền từ đầu nguyên liệu cho đến khi ra được thành phẩm cuối. Đặc biệt là nếu có bất cứ thắc mắc gì thì sẽ được chúng tôi giải đáp ngay và được hỗ trợ kể cả khi khách hàng sản xuất thực tế sau này. Vậy thì bây giờ các bạn đã hình dung được một buổi chuyển giao công nghệ là như thế nào chưa? Nếu các bạn có nhu cầu và cần tư vấn thêm thì hãy để lại số điện thoại bên dưới để chúng tôi liên hệ tư vấn cho các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.